Dân em nói nhá, anh em mình bên kịch. Hi, xin chào quý khán giả của Mạnh Thường Quân của kênh Gác Bếp Miền Tây. Thì hôm nay mình có được em trai này dẫn cho mình vào là cái bộ lư này. Cái này là bộ lư phải không em? Bộ lư ạ. Bộ lư này là bộ gia truyền. Em này em nói là rất là nhiều năm rồi, từ mấy đời, này nhiều đời quá. Thì quý bà Mạnh Thường Quân và quý khán giả trong và nước ai có biết được bộ lư này như thế nào, của ai mà có chơi đồ cổ á thì em đó sẽ nhường lại cho người đó. Và nhìn những cái bộ lư này thì quý khán giả và anh em trong kênh và trong ngoài nước sẽ nhìn cận cảnh cái bộ lư này nó được nhiều món. Bao nhiêu món em? Dạ, tức là 4 món ạ. Cái bộ này là cưng chơi ha, ai chơi đây mà? Này của hồi xưa là của ông nội để lại, con em cũng rành nhiều nữa. Này để lại ông nội để lại luôn. Lại luôn rồi. Trước thời ông nội mình chỉ biết thôi chứ mình. Dạ. Rồi cái bộ lư này là có đã có bao nhiêu người xuống đây người ta khảo sát này không em? Dạ cũng có mấy người khảo cổ học nhưng mà những cái không dịch ra chữ này dịch không được. Dịch không được luôn hả? Dịch không được. Đây là bộ lư này tôi nói thật là tôi không có biết cái đầu này đầu cổ, nhưng mà cái này thì có ai khảo sát là nói bao nhiêu năm không cưng? Không, tầm chắc cũng 300 mấy 400 năm anh. Thì 300 mấy 400 năm. Dạ. Cái này mình có tháo luôn ha, nó đã kiên cố vậy luôn. Nó có cái gì đây cái này nó tháo ra được. Ồ. Nhưng mà cứng lắm, cứng. Mà nó tháo ra từ móng luôn vậy hả? Từ móng luôn ạ. Vậy là mỗi cái tay cầm mình tháo ra. Dạ. Đây là cái bộ này tầm 16 kg vậy. Tổng hết là 16 kg. Đây là quý vị, ai mà có biết về đồ cổ á thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng nha. Cái này gọi là đồng đỏ hàng sao cưng? Này em cũng không biết cái đồng đỏ hả chị, nhưng mà nó này nó cẩn vô vàng 18 rồi vàng bạc nè. Cái hoa văn này nó rất là xưa, rất là xưa. Cái chị coi thấy không? Cái này nó có hoàng mỹ. Này nó chạm vô luôn phải không? Nào, rất là hoàn mỹ luôn. Đây là quý vị ai có biết về thảo cổ học ho cái này kia thì cái bộ này thì ai biết chơi á thì xin liên hệ với em nha. Em hồi mình sẽ ghi số điện thoại của em này lên thì quý khán giả sẽ chiêm ngưỡng cái bộ lư này. Đó là sẽ dạng như là mình sẽ nhường lại cho cái người biết chơi á. Dạ. Đó. Cái này là mình nếu ai biết chơi thì mình đam mê về thảo cổ á này kia thì mình sẽ nhường lại ha. Đúng không cưng? Dạ. Đó. Rồi mình này ráp vô nhiều món không cưng? Dạ đây bộ đế này chị, nó lấy cái này là nó. Ồ. Này bộ đế luôn á hả? Dạ, bộ đế nè. Nó nguyên bộ vậy luôn ha. Dạ. Rồi em đây lên nè. Trời. Trời. Cái này là mình có đánh bóng không mà sao nó dạ đen không, vậy? Dạ không, nó tự vẽ vậy. Nó có ngậm viên ngọc gì không trời? Em cũng không biết cái đó hồi xưa giờ con cố ôn nội nữa lại vậy em. Đây là quý vị ai mà có chuyên ngành á thì mình sẽ ấy nha. Trời. Nó có con ốc dặn nữa mà phải không? Có đây. Nhưng mà con ốc này chắc mắc rồi hả? Mắc cái vậy. Rồi, hồi xưa mình nó mắc à. Qua mấy đời rồi nên giờ cái bộ này nó còn lại vậy nè quý vị. Ai mà có nhu cầu ha, mà biết về cái bộ lư này ha. Cái này nó bằng này bằng gì thế? Em cũng biết bằng đồng nhưng mà này bằng đồng nhưng mà nó hơi sáng hơn như đây. Em không biết nữa. Em tưởng không có thử nữa. À như là đằng sau để vậy phải không? Để vậy á. Dạ của ông cố ông nội đây lại thì đó vậy thôi. Trời ơi. Cái màn hình này cái này là em không biết cái là lúc cái thời nào nhưng mà thấy vua quan quyền có nhiều lắm, rất là nhiều. Đây nè. Nên những cái hoa văn này ai là người Thọ cổ này mình mới biết nha. Mới biết vậy. Nhưng mà chủ yếu là dịch 3 chứ mới 4 5 cái chữ này á, 5 6 chữ 2 4 6 không? 5 cái 5 chữ. 5 chữ. Bên kia có 5 chữ vậy luôn. Đây là bộ đế luôn nè. Bộ đế cũng vẫn như vậy luôn nè, à. Bạc với vàng 18. Trời ơi. Ai có nhu cầu về mấy thảo cổ này xin liên hệ nha. Mình thì không gành về mấy, nhưng mà thấy nó nặng lắm nha. Đây quý vị, bạn Thái á, em Thái em nói á, bây giờ em nói là sẽ kiếm một người sẽ sở hữu cái bộ lư này, thì em sẽ nhường lại cái bộ lư đó cho cái người có duyên. Yeah. Sẽ được chiêm ngưỡng cái bộ lư này, thì mình là người không có biết nên thì Thái sẽ cho số điện thoại của Thái ở trên cái đó, thì tên cái kênh của mình thì Thái đọc số điện thoại đi, mọi người cần thì ta sẽ liên lạc. Dạ. Yeah. Em số điện thoại của em là em nhỏ hơn Thái. Số điện thoại là 0946691060. Dạ. Yeah. Thì ai mà biết về bộ lư này đè thì mình sẽ Thái sẽ là người nhường lại cái bộ lư này để cho những người đam mê về đồ cổ hơn, tại vì ai còn thiếu á, thiếu cái bộ này á thì xin liên hệ với Thái ha. Còn Thái thì có một bộ thôi, một bộ dạng như người ta ai đã từng chơi á, thì sẽ biết được cần cái gì và sẽ đem về cho chọn nguyên bộ. Còn Thái thì mỗi người dạng như là mình gáp từ món vô, Thái thì chưa gáp được, Thái có món thôi, nhưng mà mình không đủ duyên. Thì bây giờ ai đủ duyên chơi đồ cổ này kia thì có thể Thái sẽ nhường lại cho cái người đó ha. Đây là bộ lư nè quý vị. Nhìn là mười mấy ký nha, chứ không phải ít đâu. 16 ký. Đúng luôn không Thái? Đúng rồi, 16 ký. 16 ký. Rồi. Thì có gì xin liên hệ với Thái nha bà con cô bác, anh em trong kênh nha. Đây là bộ lư nè. Dạ chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành nha.